Xin chào cả nhà đã đến Nông Cơ Trong Sang ha. Cửa hàng em tại thị trấn Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ngày hôm nay em có về một em Xtin 028 Super mang đến cả nhà ha. Đó, đây là ngoại hình con máy hàng tỷ nha. Đó. Đó, vậy bác nào mà chưa biết công suất dòng này thì nó là 52cc, nòng 46 ly. Mạnh nhất của dòng 028. 028 Super. Đó. Ngoại hình máy thì cực kỳ chiến, cả nhà có thể xem. Ngoại hình. Rồi, đây là cái mã số máy nha. Rồi, bây giờ em sẽ mời cả nhà mình xem clip chi tiết về phần lốc liếc đầu của em nó nha. Giờ sẽ quay trở lại và nổ máy cho nhà nghe. Xin chào cả nhà đã đến Nông Cơ Trong Sang. Đây là phần video chi tiết của em Xtin 028 Super nha cả nhà. Đó, đây là phần lốc máy khi đã được tháo dàn áo ra, bình xăng con ra. Giờ đây là những gì bên em sẽ đổi lại nguyên bản của nó ha. Đó, từ điện, qua lăng. Đó, thì cả nhà thấy chữ Xtin nó đóng đây, Xtin ốc ác rồi còn vàng rất là đẹp nha. Đó, nồng thì nồng rin đây, 118 Xtin nó đóng như này ha. Ốc ác thì lóc tiết rồi vàng khè này, nồng rin nó sẽ đóng chỗ này. Đó. Đó, sẽ đóng đây nha cả nhà. Bogi NGK MB da băng ha. Trên này là thông số máy phần ngoài. Phần lốc máy thì còn cực kỳ đẹp. Đặt trước. Giờ đây là bổn hơi nha, mời cả nhà xem bổn hơi máy. Đó. Còn văn ngang rất là đẹp nha, đó, văn ngang nha cả nhà. Thấy chưa? Đó, còn văn ngang rất là đẹp nha. Để xa ra. Con này thì cản thắng quá xích còn đầy đủ nha cả nhà. Phần lòng máy nè. Đó, máy bên em là ghi nguyên bản, không chẻ đầu, không rớt lóc nha. Bên này là phần ốp lam ha, cũng như là bơm nhớt. Mấy con ốc máy ha, ốc lóc máy nó sẽ nằm bên này. Thì bên em là có kiểm tra, có dặn siết chặt vô thêm ha cả nhà. Có kiểm tra từng ốc hết rồi. Cả nhà yên tâm gì xài ha, về chất lượng máy bên cửa hàng em đem lại. Bên này là cái mã số máy nó. Mã số lốc máy. Đó. Tổng thể. Đó, thùng xăng này thùng xăng rin. Bơm nhớt thì bơm nhớt rin ha. Đó, bơm nhớt máy, nhớt rin. Đó, thùng xăng này thùng xăng rin. Đây, nó sẽ có cái mã số. Đó, thì nhớ thì xem kỹ ha. Xtin nè. Xtin. Lốc máy rin. Lốc máy rất là đẹp ha, tay cầm thì tay cầm rin nha cả nhà. Xtin ha. Rồi, đây là phần lốc máy phần chính ha. Và đây là một số phụ tùng phụ của nó ở ngoài. Đây là chén, chén trái khế. Xtin rin, Xtin. Côn, côn này nó xài côn thép nha cả nhà, chứ không phải côn bố nha. Xài côn thép ha, Xtin. Đây là lông đền chén. Đó. Bên này là bô rin Xtin. Đó, bô super. Đó, bô super nha. Này là bình xăng con. Đó, đây là bình rin nha nha. Này. Bom bom. Thấy chưa? Xtin. Đó, bình này sản xuất tại Singapore nha cả nhà. Bình Xtin đây. Wombo Singapore, bình cái thằng con rất là đẹp nha. Ở bên này là phần áo máy nè. Cái này thì nó còn rất là đẹp nha cả nhà, nhưng hôm em rửa kỹ quá nó chóc chữ luôn rồi. Đây. Xtin. Thấy chưa? Xtin này nè cả nhà. Đó, Xtin nè, trong á, phía trong nha. Đó, phía trong nó sẽ đóng Xtin đó, cả nhà thấy ha. Đây là mặt giật nha. Dây giật đồ là của nó là riêng hết á. Bên này, ngoài này là phần ốp lam. Ốp lam rin theo nó, Xtin. Đời, cái đời này là cái đời bơm cái tăng sên chỗ này nha cả nhà. Đó, tăng sên ngay chân chỗ này luôn ha. Có cái đời tăng sên đằng trước nữa nha. Đó. Đây là áo. Xtin. Chưa? Áo rin. Đó. Em sẽ cho cả nhà coi một số phụ tùng dễ thay thế đồ lô vô ha. Đây, Xtin nè. Xtin rin.
Còn máy này thì bao ở nhà là zin nguyên bản 100%, chưa chẻ đầu, chưa rớt lóc ha. Đó. Đời này đời tăng sơn ở giữa cái ốp lam, đời tăng sơn trước ốp lam này nha ha. Cũng 028 luôn nha, 028 Warbot ha. Đó, ốp lam. Rồi, nữa em sẽ có video riêng nói về con này riêng nha. Rồi bây giờ em sẽ gắp con 028 Super này vô và mời cả nhà nghe tiếng máy nổ. Đây là em tin 028 Super nha cả nhà. Rồi, bây giờ mà em đã châm xăng được rồi, bây giờ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ. Tắt mình gặt lên ha. Rồi, giật lại. Đây là lam xích của nó nha. Chạy xích 325, lam 60 cm nha. Đó, lam 6. Lam Mitin đầu to ha. Rồi, khách hàng nào ưng bụng con máy này thì cứ liên hệ bên cửa hàng em. Góc tay phải cả nhà, số đó có Zalo ha, hoặc có thể gọi điện trực tiếp nha. Rồi.